Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý cô bác, anh chị. Xuân về rực rỡ, muôn cánh hoa, rộn rã mừng vui Tết chan hòa. Lời chúc đầu năm trân trọng nhất gửi đến bạn bè khắp gần xa. Chúc mừng năm mới muôn điều tốt, gia đình hạnh phúc trọn niềm yêu, an khang thịnh vượng, xuân như ý, vạn sự thành công, toại nguyện lòng. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập hình đăng tải cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập hình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri hé lộ thiên cơ, đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, được bề trên hộ giá, gặp thời đổi vận, phát tài cực mạnh, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trả sạch nợ nần, nghèo khó mấy cũng đổi đời đại gia. Quý vị thân mến, có những người đeo đầy vàng, ngọc, kim cương, nhưng tại sao họ vẫn cảm thấy khổ sở với cuộc sống hiện tại? Họ chưa bao giờ có được giấc ngủ ngon, đêm nào cũng trằn trọc khó yên. Thật ra, mệnh khổ của họ nằm ở trong tâm, nhưng họ đâu có biết. Cũng có những người không dư giả giàu có, nhưng lại rất hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình. Tâm của họ cũng không chứa được những phiền muộn nào trong cuộc sống. Cuộc đời này, an nhàn, tự tại hay sầu não khổ lo là do tâm của chúng ta quyết định. Chính vì vậy mà quý vị hãy đừng nản lòng thoái chí, mà hãy cố gắng nỗ lực từng ngày nhé. Và theo luận giải mới đây nhất cho biết, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 là con giáp được trời thương vô cùng. Trong suốt thời gian qua, quý vị đã vất vả khổ cực và đúng 4 tháng đầu năm tới đây sẽ là lúc mà Ất Sửu đổi vận đổi thời, rũ bỏ sạch được những xui rủi thời gian trước, mà may mắn phất lên, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tiền bạc chất đống, của nả phù phê, khiến cho ai ai cũng phải thầm ghen tị với bản mệnh. Vậy, tuổi Ất Sửu sẽ có vận trình như thế nào? Đúng 4 tháng đầu năm 2024 này, quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi theo dõi ngay sau đây nhé. Thưa quý bản mệnh tuổi Ất Sửu thân mến, theo thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc, mệnh kim của tuổi Ất Sửu tương khắc với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn 2024, thiên can Ất và thiên can Giáp bình hòa với nhau, rất tốt, địa chi Sửu tương sinh với chi Thìn. Trong năm 2024 này, thời vận của Ất Sửu đặt ra nhiều thử thách để bản mệnh chứng minh bản lĩnh ý chí và mưu lực của mình. Khả năng tùy cơ ứng biến giúp cho tuổi Ất Sửu đưa ra quyết định một cách sáng suốt, thu được thành quả như ý. Vận trình của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm Giáp Thìn gặp cả thuận lợi và trở ngại. Điều này nhắc nhở bản mệnh cần cư xử đúng mực, giữ tâm đức độ, biết thương người và đền đáp công ơn của quý nhân thì sẽ chuyển họa thành phúc, vạn sự thuận buồm xuôi gió. Ất Sửu thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc gì cũng chu đáo, ít khi bị sai lầm. Đặc tính của can Ất, mỗi người trung hậu thủ tín, cẩn thận trong mọi vấn đề, nên thường chậm chạp, nhiều bảo thủ, nhưng giản dị trong cuộc sống và có tinh thần cách mạng cao độ. Ưu điểm của Ất Sửu là tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, cân nhắc tỉ mỉ trước khi hành động. Khuyết điểm là rất cố chấp, bướng bỉnh, luôn luôn theo ý kiến của mình, dù được nhiều người có kinh nghiệm khuyến cáo, sinh vào mùa xuân và mùa thu là thuận mùa sinh. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 là người có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của mình mà quay lưng khi người khác gặp khó khăn. Dù có gặp những khó khăn nguy hiểm thì họ cũng được giúp đỡ, họ đều là người chăm chỉ, nỗ lực học hỏi hơn để thành công. Người này có nguyên tắc cho cuộc sống của bản thân, họ đặt ra nhiều yêu cầu cao cho những mối quan hệ, tuổi Châu được nhiều người yêu mến do sự thật thà và chân thật của họ. Họ có sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, họ có thể làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần so với người khác mà không biết mệt mỏi. Ất Sửu là kết tinh của sức mạnh thể chất và tinh thần, luôn sẵn sàng giúp đỡ che chở cho người khác. Khi làm việc, họ tự do, độc lập, không dựa dẫm ỷ lại vào bất kỳ ai, tới sự chăm chỉ cần cù và kiên nhẫn. Tuổi Ất Sửu sớm muộn sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Có thể nói, giai đoạn đầu năm 2024, đặc biệt là 4 tháng đầu năm, là khoảng thời gian vô cùng quan trọng dành riêng cho bản mệnh. Vậy để vận trình thêm phần hanh thông thuận lợi hơn,
thì tuổi Ất Sửu hãy lắng nghe đôi lời nhắc mệnh dưới đây nhé. Thứ nhất, về công việc sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 đã có được những nền tảng vững chắc. Năm 2024 này, nếu phấn đấu hết mình, giữ tinh thần cầu tiến, bản mệnh nhất định sẽ phát triển mở rộng thêm thành quả đạt được. Công việc đôi khi không tránh khỏi một số khó khăn, nhưng với kinh nghiệm dày dặn, Ất Sửu có thể giải quyết mọi chuyện êm xuôi, chỉ cần giữ tâm thế bình tĩnh, khó khăn không nản chí, thành công không kiêu ngạo thì thành quả mới được vững bền. Với việc được các sao tốt chủ về công danh sự nghiệp chủ mệnh là chính ấn và chính quan hậu thuẫn, vận trình sự nghiệp của tuổi Ất Sửu có những cơ hội phát triển nhất định trong năm 2024. Tuy nhiên vận khí còn nhiều biến động, đặc biệt có tương phá ảnh hưởng nên vẫn có một số thử thách không thể chủ quan. Trong tập thể, người tuổi Ất Sửu thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, điều hành đội nhóm, được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Bản tính chăm chỉ cũng được phát huy, đồng thời sự xuất hiện của một số cơ hội và đối tác tiềm năng cũng sẽ tạo ra không gian phát triển lớn hơn cho tuổi này. Bên cạnh thuận lợi, vẫn còn không ít khó khăn đang chờ đón Sửu, nhìn chung cơ hội thăng tiến vẫn chưa có nhiều, dù bạn đã cố gắng đặt ra kế hoạch cụ thể, cũng có những thành quả đáng nể nhưng vẫn chưa thực sự có đột phá. Càng về sau, con giáp này càng có xu hướng cố chấp, tư tưởng có phần cũ kỹ, không bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của hoàn cảnh chung nên khó hiện thực hóa mục tiêu của bản thân. Đồng thời, hung tinh phá toái cũng gây không ít bất lợi, đề phòng tiểu nhân có những hành động thọc gậy bánh xe hay gièm pha công việc hiện tại. Những lúc như vậy, trạng thái tinh thần nếu không đủ vững vàng, sẽ rất dễ suy nghĩ tiêu cực, gia tăng bế tắc, thậm chí căng thẳng quá mức còn dễ dẫn đến stress, trầm cảm. Năm nay bạn được nhắc nhở nên tránh tranh chấp thị phi tối đa với đồng nghiệp và cấp trên, đừng quá ganh đua hay thể hiện bản thân một cách khoe khoang hậm hĩnh. Dù có muốn nêu quan điểm hay góp ý người khác, bạn cũng nên lựa chọn những ngôn ngữ phù hợp, đừng để lại ấn tượng gay gắt, mỉa mai hay phán xét người khác. Nếu công việc hiện tại của bạn thực sự không còn chỗ để phát triển và bạn có kế hoạch thay đổi công việc, thì bạn có thể xem xét tìm kiếm cơ hội làm việc mới. Tuy nhiên, ngay cả việc đòi hỏi sự dũng cảm và quyết tâm cũng như khả năng bắt đầu lại từ đầu. Về những người tuổi Ất Sửu muốn khởi nghiệp, năm 2024 là một năm đáng để thử sức, nhưng hãy nhớ đừng chạy theo xu hướng một cách mù quáng. Bạn phải nghiên cứu và lập kế hoạch thị trường đầy đủ, đồng thời chuẩn bị cho những tình huống bất lợi, thậm chí là thất bại, để đạt được kết quả tốt hơn. Nếu không quá bức thiết, bạn nên ổn định công việc hiện tại trước, đảm bảo thu nhập đều đặn và phát triển sự nghiệp, chờ cơ hội tốt hơn rồi mới tính đến khả năng khởi nghiệp. Với những bạn đang tham gia bán hàng hay bắt đầu kinh doanh, bạn nên tuân thủ luật pháp và các quy định chung trong ngành. Bạn có thể tìm kiếm những cách làm mới, nhưng không có nghĩa là phá vỡ các nguyên tắc vốn có. Thứ hai, về tình hình tài chính. Trong năm 2024, tình hình tài chính của tuổi Ất Sửu có nhiều khởi sắc, thu nhập hàng tháng ổn định. Tuổi Ất Sửu đa số đã giải quyết được những khoản đầu tư, nhà cửa, xe cộ, việc học hành cho con cái, chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ già. Theo tử vi tuổi Ất Sửu năm 2024, đương số sẽ phải đối mặt với ảnh hưởng của phá thái tuế và hung tinh, mang đến những thử thách nhất định về tài lộc và tiền bạc. Nguy cơ gặp tổn thất tài chính bất ngờ, một vài điểm sáng vẫn sẽ xuất hiện. Nữ giới có phần may mắn về tài lộc trong năm nay hơn nam giới, nhờ thái âm che chở. Đối với người Ất Sửu làm công việc cố định, thu nhập hàng tháng tương đối ổn định, có người kiếm được một số công việc bán thời gian hoặc cơ hội kiếm tiền khác, thành tích tốt trong công việc sẽ mang lại cho bản mệnh thu nhập tăng trưởng ổn định và có thể thu được thêm lợi nhuận tài chính. Tuy nhiên, trong năm đặc biệt này, bạn nên ưu tiên cho công việc của bản thân và không ngừng nâng cao năng lực kỹ năng chuyên môn của mình tốt hơn là ôm đồm. Phân tán sức lực cho quá nhiều việc cùng lúc, đừng mù quáng tìm cách tăng thu nhập thêm mà hãy tập trung phát triển con đường sự nghiệp của bạn. Đối với những người tuổi Ất Sửu đang làm công việc kinh doanh, buôn bán thì nên thận trọng khi mở rộng kinh doanh trong năm nay. Ất Sửu không được nhiều sao tốt phù hộ nên không nên mở rộng quy mô một cách vội vàng ồ ạt. Trong năm đầy sóng gió này, bạn cần đánh giá cẩn thận các rủi ro, tránh mạo hiểm và đầu tư quá mức nóng vội. Hãy luôn dành thời gian tìm hiểu để nắm bắt được những thay đổi của thị trường, duy trì sự linh hoạt và theo dõi nhu cầu của khách hàng cũng như xu hướng của ngành. Nếu có thể định vị thị trường chính xác, phải đưa ra chiến lược kinh doanh hợp lý, bạn có thể duy trì sự ổn định trong thị trường đầy tính cạnh tranh như hiện nay và đặt nền tảng cho sự phát triển của bản thân trong tương lai. Phong cách thận trọng và vững vàng sẽ giúp bạn tránh được những tổn thất không cần thiết, nhưng đồng thời cũng có thể bỏ lỡ một số cơ hội đầu tư vì quá bảo thủ. Hơn nữa, thiếu sự nhạy bén về tài lộc, kinh nghiệm quản lý tài chính còn yếu là những yếu tố khiến cho con giáp này không có được nguồn tiền bạc như mong muốn.
trong năm Giáp Thìn 2024, bản mệnh Ất Sửu có thể được người thân quen giới thiệu cho những cơ hội làm ăn, nhưng sự phán đoán có phần chủ quan của bản thân sẽ khiến cho bạn đầu tư một cách mù quáng, tính toán sai lệch, thậm chí còn có thể bị lừa lọc. Do đó, khi đối mặt với những khoản đầu tư do người thân, bạn bè giới thiệu, Ất Sửu vẫn cần đề cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ các dự án sinh lời, tránh hành động hấp tấp hay tin người khác quá dễ dàng, càng không nên tin vào lời đề nghị hay hứa hẹn của người khác. Tuy nhiên, bản mệnh Ất Sửu cũng không cần quá lo lắng, bởi bạn sẽ được sự trợ giúp của sao lành phúc đức chiếu mệnh, nghĩa là mỗi khi gặp khó khăn đều có thể biến xui thành tốt. Nếu rèn luyện bản lĩnh nâng cao năng lực, Ất Sửu hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề mà không tốn quá nhiều sức lực. Đối với việc hợp tác làm ăn, bạn cũng nên cẩn thận lựa chọn đối tác hay dự án tham gia để tránh bị mất mát của cải, ảnh hưởng danh tiếng của bản thân do hiểu lầm hoặc tranh chấp. Đối với doanh nhân, khi ký kết hợp đồng nên đọc kỹ nội dung hợp đồng để hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan, tránh những thiệt hại do tranh chấp hợp đồng gây ra. Ngoài ra, Ất Sửu nên thận trọng hơn trong việc quản lý tài chính, tránh tiêu dùng hay đầu tư quá mức để đảm bảo ổn định kinh tế của bản thân. Ở độ tuổi 40, Ất Sửu không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, đừng so sánh tài chính của mình với người khác, mà nên hài lòng với hiện tại. Chỉ cần quản lý tài chính thông minh thì mệnh chủ sẽ tích lũy được của cải tài sản cho riêng mình. Thứ ba, về tình cảm gia đạo. Trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Ất Sửu nên dành nhiều thời gian cho gia đình, trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân con cái. Tình cảm gia đình là không thể thay thế được, dẫu công việc có bận rộn, bản mệnh hãy gặp gỡ mọi người trong nhà nhiều hơn và cùng ăn những bữa cơm ấm áp. Mối quan hệ giữa cặp đôi cần được lưu ý, một số bất đồng nhỏ và cãi vã có thể phát sinh giữa hai bạn. Vì vậy, con giáp này cần đặc biệt chú ý, hạn chế tối đa những cuộc cãi vã, tránh đấu khẩu nảy lửa, kẻo gây ra những ảnh hưởng không tốt cho tình yêu của cả hai. Cố gắng giữ bình tĩnh và lý trí, giải quyết vấn đề một cách hòa bình sẽ giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Cuộc sống gia đình của người đã kết hôn cũng có thể xảy ra nhiều mâu thuẫn. Khi phát sinh vấn đề, bạn thường có xu hướng chọn cách giải quyết một cách lạnh lùng. Điều này có thể làm phức tạp hóa vấn đề đơn giản và không có lợi cho việc duy trì tình cảm vợ chồng. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên hỗ trợ cho bạn đời nhiều hơn, quan tâm tới đời sống tinh thần và cảm xúc của đối phương. Thường xuyên chia sẻ mọi chuyện lớn nhỏ với nhau là chìa khóa để kéo gần khoảng cách giữa hai bạn. Ngoài ra, bản mệnh Ất Sửu cũng nên giao tiếp và quan tâm nhiều hơn về các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mối quan hệ với cha mẹ, đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. Ất Sửu hãy yêu thương và trân trọng tình cảm của người bạn đời đồng hành cùng mình. Hạnh phúc hôn nhân là nền tảng vững chắc cho cuộc sống thịnh vượng. Vợ chồng có đồng lòng thì mới làm nên đại sự, gia đạo hòa hợp thì mới đón nhận được phúc khí. Thứ tư, về tình trạng sức khỏe. Bước sang tuổi 40, Ất Sửu hiểu được sức khỏe là vô cùng đáng giá, là vốn liếng quý nhất của cuộc đời. Bởi vậy, bảo vệ sức khỏe bằng việc xây dựng kế hoạch rèn luyện lâu bền là việc mà mệnh chủ cần ưu tiên làm trong giai đoạn này. Bạn nên duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và tránh đồ ăn mặn, ngọt. Bên cạnh đó cũng cần chú ý đến sự an toàn của các hoạt động dưới nước, đặc biệt khi đi du lịch, bạn nên tránh tham gia các môn thể thao dưới nước quá mạnh để tránh xảy ra tai nạn. Ngoài việc quan tâm đến những thay đổi về sức khỏe của mình, bạn cũng cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của người lớn tuổi và trẻ em trong nhà. Công việc dù bận rộn đến thế nào, cũng nên dành thời gian để quan tâm đến gia đình. Tốt nhất là nên nhắc nhở mọi người đi thăm khám sức khỏe định kỳ để nâng cao nhận thức về an toàn và giữ gìn sức khỏe. Tiếp theo là dự đoán vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 cho tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, để bản mệnh đoán định trước vận cát hung, từ đó có hướng đi chính xác nhất. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Tháng 1 năm 2024 âm lịch này, Ất Sửu không gặp phải quá nhiều biến động, nhưng cũng không đạt được sự phát triển nào đáng kể trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm thì có thể đón tin mừng. Sự nghiệp của Ất Sửu thì không có những bước phát triển đáng kể, do một phần tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm suy, một phần vì bạn vẫn còn chểnh mảng do có tư tưởng ăn chơi, hưởng thụ sau Tết để không dậm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi so với mọi người xung quanh. Bản mệnh không nên có tư tưởng an phận, được đến đâu hay đến đó, chỉ làm việc cốt là để nhận được hoàn thành trách nhiệm và nhận lương cuối tháng. Khi mọi người xung quanh ai cũng hào hứng và quyết tâm, nếu bạn buông thả bản thân thì khó có thể giữ vững được chỗ đứng cho mình. Những người thay đổi công việc trong khoảng thời gian này cũng thường rơi vào cảnh bỡ ngỡ, có nhiều nỗi lo vì phải tiếp xúc với môi trường hoặc nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ.
bạn không nên có những tư tưởng bi quan chán nản. Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn đầu tiên, rồi bạn sẽ thấy vận trình của mình hanh thông rộng mở hơn nhiều. Nếu cảm thấy không chắc chắn về hướng đi của mình, bạn có thể trao đổi thêm với những người đi trước đáng tin cậy và giàu kinh nghiệm. Tin rằng với thái độ khiêm tốn ham học hỏi của mình, bạn sẽ nhận được những lời góp ý chân thành của mọi người xung quanh. Hãy luôn cố gắng để có thể phát triển hơn nữa trong tương lai nhé. Xem tử vi còn cho thấy, con đường tài lộc của Ất Sửu cũng không quá sáng sủa trong tháng 1 âm, dù rằng bạn không gặp quá nhiều vật cản. Do đó bạn cần nhắc nhở mình phải tập trung tâm huyết cho công việc, không thể để cho mọi việc được đến đâu thì đến. Với người làm công ăn lương, bạn vẫn còn ham thích vui chơi hưởng thụ, nên khó có thể tập trung vào sự nghiệp của mình ngay lập tức vì chỉ ở mức hoàn thành công việc, nên bạn khó nhận được tiền thưởng nóng của công ty. Thời điểm này bạn nên hài lòng với mức tiền lương hàng tháng của mình. Người làm ăn kinh doanh chịu tác động của nguyệt lệnh lâm suy, nên mọi việc đều có dấu hiệu bấp bênh thiếu vững chắc, thậm chí một số người bị mất định hướng nên khó có thể đưa ra quyết định chính xác để đem về lợi ích kinh tế. Bạn nên trao đổi với đồng nghiệp, cấp dưới, đối tác của mình nhiều hơn để có thể khắc phục tình trạng trước mắt, chớ nên kéo dài kéo rơi vào cảnh thôi lỗ. Khi có cơ hội xuất hiện trước mắt bạn cũng cần chủ động nắm bắt hơn, nếu cứ chần chừ do dự thì thời cơ sẽ rơi vào tay của người khác. Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình để có thể dám thử sức, dám thử nghiệm, đừng lo trước sau rồi cuối cùng lại không làm được gì, chỉ dậm chân tại chỗ. Cát tinh Thái Dương xuất hiện là dấu hiệu đáng mừng cho công việc của bản mệnh, tuy nhiên nam giới sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. Nếu bạn chịu cố gắng khắc phục khó khăn thì đến cuối tháng vẫn có túi tiền rủng rỉnh, số không phát tài nhưng cũng chẳng lo chuyện chi tiêu. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 2 tuổi Ất Sửu âm lịch chỉ ra rằng khi con giáp này tập trung chăm chỉ, họ có thể đạt được những kết quả đáng mong đợi, vượt xa cả những kỳ vọng ban đầu của mọi người. Vì thế tháng này nên để cho đam mê tham vọng của mình dẫn lối, chứng ấn chỉ lối nên con giáp tuổi Ất Sửu dễ dàng đi đúng hướng mà không tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc khi tiến hành những nhóm nhiệm vụ mới. Không những thế, những vấn đề khó khăn nhất trong công việc cũng sẽ được bạn bè hoặc đồng nghiệp chung tay tháo gỡ. Bạn gần như chưa bao giờ thấy nhẹ lòng và mừng rỡ như thế. Sau dự án này, bạn đừng quên cảm ơn mọi người và dành những lời có cánh cho họ nhé. Theo dõi tử vi tháng 2 của 12 con giáp âm lịch, tài chính của người tuổi Ất Sửu trong tháng mới mở ra nhiều cơ hội hay ho mà bản mệnh cần thời gian nghiên cứu tìm hiểu. Đó là cách để bạn có thể có quyết định sáng suốt nhất với tiền bạc của mình, vì thế không nên vội vàng làm gì. Lục bạch bay về phương Đông Bắc, bản mệnh có cơ hội phát tài nhỏ, nhất là với ai làm trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng hoặc kim loại. Nhiều người đã tiết kiệm đủ tiền để mua nhà đất trong thời gian này, và bạn đang trong thời gian tìm hiểu và xuống tiền. Hãy tập hợp thật nhiều thông tin để bạn có thể hiểu rõ tình hình khu vực mình cần mua nhé. Những ai đang có ý định ấp ủ khởi động việc kinh doanh một lĩnh vực mà bạn hiểu rõ và nhiều đam mê thì nên tiến hành ngay. Nếu bạn đeo đuổi những cái đích của mình với toàn bộ nỗ lực và quyết tâm, bạn sẽ biến những giấc mơ tưởng chừng xa vời nhất trở thành hiện thực. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng trong lĩnh vực của mình, nhưng đừng chỉ dừng lại việc tập trung cho bản thân. Nếu có thể hãy hỗ trợ cho việc kinh doanh, làm ăn của những người khác nữa nhé. Tử vi tháng 2 tuổi Ất Sửu âm lịch, tháng này do phạm cục diện tương xung thái tuế, nên người tuổi Ất Sửu không thể nào chủ quan về vấn đề sức khỏe của mình như trước. Nếu cảm thấy mệt và thường xuyên cáu kỉnh cảm xúc bất thường, thì cũng có thể đi khám bác sĩ tâm lý xem sao. Ngoài ra, bản mệnh còn có dấu hiệu thể lực giảm sút mạnh, suy nghĩ lo lắng nhiều khiến bạn hay bị căng thẳng, mệt mỏi, mất ăn, mất ngủ, các triệu chứng khó chịu đến từ việc áp lực tinh thần. Nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan, kẻo để kéo dài sẽ rất nguy hại. Tháng này bản mệnh đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, tự bảo vệ bản thân khi có sự cố xảy ra. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 3 tuổi Ất Sửu âm lịch, nguyệt lệnh dưỡng cho thấy con giáp Ất Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới, bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể. Ất Sửu rất chăm chỉ, quyết tâm dồn thời gian của mình cho công việc nhưng mãi không thấy xong, vì dường như mỗi lúc một nhiều thêm, có cảm giác bạn bị khối lượng công việc khổng lồ đè bẹp, thế nhưng đó là dấu hiệu cho thấy việc làm ăn kinh doanh của bạn đang đi đúng hướng. Nếu là người làm công ăn lương thì lúc này bạn được công nhận về năng lực, cơ hội thăng quan tiến chức xuất hiện khá rõ ràng. Tam hội nâng đỡ để con giáp tuổi Ất Sửu hợp tác làm ăn có lợi trong tháng này. Tuy nhiên về lĩnh vực mà bạn không hiểu rõ thì cứ từ tốn,
chỉ nên đầu tư một khoản nhỏ và tăng dần theo thời gian. Các quyết định vội vàng không hề tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhất Bạch bay về cung chính đông, báo hiệu người mệnh này có thể sẽ phải đi ra để giải quyết công việc, đi công tác mới mong gia tăng tài lộc về mình. Tuy vất vả nhưng khi đi thực tế và đánh giá tình hình chính xác thì việc đưa ra quyết định đầu tư mới không bị che mờ bởi cảm tính. Tháng này có thể thấy cơ hội phát tài, phát lộc đang tới, con giáp tuổi Ất Sửu nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần sốc lại tinh thần làm việc vào cuối tháng nếu không muốn lỡ mất một cơ hội vàng, nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ, đã đến lúc để bạn triển khai. Tuy nhiên có dấu hiệu cho thấy các khoản chi của bản mệnh trong tháng này hơi nhiều, bao gồm chi tiền cho cưới hỏi, đám hiếu, ma chay. Những khoản ngoài dự kiến này cũng đã ngốn của bạn một số tiền kha khá, nhờ có tam hội ghé thăm mà con giáp Ất Sửu tháng này sẽ được trao cho thời gian và cơ hội. Để suy ngẫm kỹ hơn về những lựa chọn của mình, các xung đột cũ dần hóa giải, biến những đối thủ cũ trở thành bạn đồng hành với bạn. Tử vi tháng 3 âm lịch con xuất hiện thêm thiên cầu hung tinh, gây hại cho sức khỏe. Nhiều người vì không thể tập trung nên thường xuyên dùng tới cà phê và trà sữa, nhưng việc này đang âm thầm phá hoại sức khỏe của bạn đấy nhé. Thời tiết lúc này lúc nóng, lúc lạnh khá thất thường, bạn nên mặc nhiều lớp để tùy từng tình huống mà thích nghi, đừng để lạnh hay nóng quá. Vì đó đều là nguyên nhân khiến cho bạn bị cảm, nên ăn uống lành mạnh để gia tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng tránh bệnh theo mùa. Nếu thường xuyên đi xa vì lý do công việc thì cũng phải đề cao các phương án an toàn nhất, tránh để xảy ra sự cố. Tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng 4 của 12 con giáp âm lịch, Ất Sửu sẽ có một tháng khá tất bật với nhiều dự định và nhiệm vụ cần thực hiện ngay, chứ không thể đùng đỉnh được, chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh, sẽ dễ dàng sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, năng lực cũng được phát huy cao độ. Theo tử vi tháng tuổi Ất Sửu âm lịch, nhờ nguyệt lệnh lâm đất quan đới nên đường công danh sự nghiệp của con giáp này có nhiều điểm sáng, bản mệnh được vận khí ủng hộ, thúc đẩy tinh thần nên làm việc hăng say, nghĩ thật, làm thật, cộng thêm với cách thức tiến hành mọi việc chuyên nghiệp chu toàn, cảm giác như tuổi Ất Sửu sẽ dễ dàng gặt hái thành công hơn người khác. Đây cũng là dịp phù hợp để bạn tiến hành hợp tác làm ăn đầu tư, mở rộng kinh doanh, có thể chủ động bắt tay làm việc cùng những đối tác có chung mục tiêu phấn đấu. Và nhất là đôi bên đều biết giữ chữ tín, sự hợp tác ấy sẽ sớm mang về lợi nhuận cho cả hai bên. Lại có dịch mã động tinh thôi thúc hành động, hình như bản mệnh không ngồi yên một chỗ, mà lúc nào cũng tất bật chạy đôn chạy đáo lo công chuyện, hãy yên tâm cái gì cũng có giá của nó. Cứ nhiệt tình phấn đấu ắt có ngày thu về thành quả lớn, bạn càng xông xáo chủ động nhận nhiệm vụ, thể hiện bản thân nhiều hơn thì càng dễ được ghi nhận xứng đáng. Có thể thấy con giáp này ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể, bạn cần sự hiện diện trong các dự án quan trọng của đơn vị, từ đó nâng cao vị thế và uy tín của mình. Tuy nhiên, việc bạn tỏa sáng cũng khiến bạn dễ rơi vào tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân sẵn lòng ghen ghét. Sự xuất hiện của thiên quan khiến cho tình trạng tranh quyền đoạt thế hay cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra. Nếu không đầu tư thời gian, công sức để xử lý hết những chuyện đó, e rằng họa thị phi khó tránh. Công việc trong tháng thì khá nhiều, điều đó đồng nghĩa bạn sẽ phải tất bật và bận rộn hơn với nhiều dự định và nhiệm vụ cần thực hiện ngay, chứ không thể đùng đỉnh được. Vận trình tài lộc trong tháng của Ất Sửu duy trì ở mức ổn định, nguồn thu nhập chính vẫn dựa vào chính tài, tưới khoản thu từ công việc cố định, tuy cũng có thêm nguồn thu phụ, nhưng khá ít vì thứ tài vẫn chưa thực sự khởi sắc. Trong thời gian này, tốt hơn hết bản mệnh nên tập trung thời gian làm công việc chính của mình, đừng ôm đồm quá nhiều việc phụ mà ảnh hưởng chất lượng công việc chính. Đặc biệt nguyệt lệnh quan đới chỉ hỗ trợ đắc lực cho những ai mạnh mẽ quyết đoán, còn người do dự để chuyện tình cảm chi phối vào việc làm ăn, sẽ khó đạt được những gì mình mong muốn. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thêm thời gian để học hỏi, tìm tòi số kiến thức nhằm nâng cao chuyên môn, rất có lợi cho con đường phát triển sự nghiệp cũng như làm giàu của bạn. Nhìn chung thể trạng của Ất Sửu trong tháng 4 âm lịch vẫn bình ổn, không xảy ra biến động lớn hay mắc bệnh tật nguy hiểm nào, có chăng chỉ là vì vài tình trạng khó chịu do cơ thể lao lực. Tháng này sức khỏe của Ất Sửu có dấu hiệu giảm sút, chủ yếu do phải dịch chuyển nhiều hoặc là nghĩ cho công việc. Một số triệu chứng nhắc nhở bạn nên quan tâm hơn tới bản thân như mất ngủ, đau đầu theo cơn, ăn uống kém ngon, đau dạ dày. Tuy nhiên đó đều là vấn đề đến từ thể chất, nên bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình hình bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể, rèn luyện thể dục thể thao. Tổng kết tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và phương hướng hóa giải vận hạn cho tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985 như sau.
So với tử vi tuổi Ất Sửu năm 2023, vận trình năm mới 2024 sẽ khó khăn nhiều thách thức và áp lực hơn. Tuy nhiên áp lực tạo kim cương, một khi đã vượt mọi khó khăn cản trở khách quan hay chủ quan, thì Ất Sửu sẽ đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp của mình, không ngừng thăng tiến lên vị trí cao hơn, tài lộc theo đó cũng ngày càng vượng. Có thể nói, vấn đề trọng điểm mà đương số cần tập trung giải quyết trong năm 2024 đó chính là việc cân bằng cảm xúc, giữ tinh thần ổn định xuyên suốt. Tác động của phá thái tuế và hàng loạt sao xấu chủ về kìm nén cảm xúc khiến bạn dễ đưa ra quyết định sai lầm, từ đó cản trở con đường thăng tiến trong sự nghiệp, sức khỏe vì thế mà cũng giảm sút rất nhiều, mắc bệnh thì chủ yếu là tâm bệnh. Cách hóa giải vận xui hiệu quả cho tuổi Ất Sửu như sau. 1. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Để tránh bị những cảm xúc tiêu cực xâm lấn trong các giai đoạn vận khí đi xuống, Ất Sửu rất cần hành động theo một kế hoạch càng rõ ràng càng tốt. Càng thận trọng càng quý, càng chuyên cần càng dễ tiến tới thành công như mong đợi. Đã là họa thì khó tránh, trong năm có điểm thị phi đeo bám. Ất Sửu cũng không cần phải trốn tránh hoặc bận tâm quá nhiều. Cách hay nhất là tập trung làm việc chuyên cần, kết quả sẽ chứng minh tất cả. 2. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người. Trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai. Còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Thiên thời địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, thì ta hãy tập trung vào yếu tố nhân, tức chính con người mình. Hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày, đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh hay số phận, không ngừng nỗ lực từng bước, chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái. Chính điều đó có thể giúp cho Ất Sửu tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số, hóa hung thành cát, đón năm 2024 với nhiều thành công rực rỡ hơn. 3. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, cho tới việc lớn, hay bạn bè, mọi người xung quanh. Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. Thưa quý cô bác, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc làm ăn kinh doanh cũng thế. Việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn thì kết quả thế nào cũng sẽ thăng hoa, thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Do đó nếu có kế hoạch hay dự án dù nhỏ dù lớn gì đi chăng nữa thì khi hợp tác làm ăn, quý vị cũng hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn, tuổi Ất Sửu nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để công việc làm ăn thêm phần hanh thông thuận lợi? Tuổi Tý và tuổi Sửu. Tuổi Tý và tuổi Sửu có tính cách, sở thích khác biệt nhau, mỗi người một trời một vẻ. Tuy nhiên trên phương diện làm ăn đây lại là cặp đôi kết hợp khá ăn ý. Họ giúp đỡ hỗ trợ nhau trong cuộc sống, mỗi bên đều có nhược điểm ưu điểm của riêng mình. Chuột nhanh nhạy thông minh nhưng cẩu thả nóng vội, chưa quyết đoán nhưng có những phân tích chính xác cẩn thận. Cặp đôi này khi làm việc sẽ bù trừ hỗ trợ cho nhau, tạo ra những chiến công vang dội. Tuổi Sửu và tuổi Sửu. Hai tuổi Sửu kết hợp với nhau sẽ trở thành cặp đôi khá ăn ý, lý tưởng. Họ có chung tính cách, sở thích và đặc biệt là sự thấu hiểu lẫn nhau. Trong công việc hai tuổi Sửu sẽ có cùng chung lý tưởng, mục tiêu. Họ cùng nhau cố gắng phấn đấu trong cuộc sống, là nguồn động lực giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Tình cảm bạn bè khác giới của hai người tuổi Sửu rất dễ gắn bó sâu đậm, phát triển thành tình yêu. Tuổi Dần và tuổi Sửu. Dần mạnh mẽ, thích cuộc sống cao sang uy quyền, trâu hiền lành thẳng thắn, luôn muốn hướng tới cuộc sống bình yên. Có thể nói rằng đây là cặp đôi đối lập nhau nhất trong 12 con giáp. Nhưng trên phương diện công việc, hai tuổi này có thể hợp tác làm ăn. Họ cùng nhau trao dồi kinh nghiệm, kiến thức, cung cấp cho nhau những thông tin bổ ích. Trâu sẽ học được sự quyết đoán sắc sảo của hổ, ngược lại hổ sẽ học được sự cẩn thận chăm chỉ của trâu. Mão và Sửu. Tuổi Mão và tuổi Sửu đều có đặc điểm chung trong tính cách, đó là sống nội tâm, giàu tình cảm, ít giao tiếp và thích những nơi yên tĩnh. Khi hợp tác làm ăn với nhau, tuổi Mão và tuổi Sửu luôn tôn trọng, tin tưởng và đặc biệt là sẵn sàng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Tuổi Mão sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công việc, phương pháp làm việc hiệu quả từ tuổi Sửu. Tuổi Thìn và tuổi Sửu. Thìn mạnh mẽ, quyết liệt, có phần đối lập với tính cách nhút nhát của tuổi Sửu. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Thìn và tuổi Sửu sẽ là những đối tác khá ăn ý. Lâu dài, họ có chung quan điểm và mục tiêu phấn đấu, chắc chắn sẽ có chung chí hướng cùng nhau phấn đấu để đạt được mục tiêu.
tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Tỵ và Sửu có khá nhiều điểm tương đồng trong sở thích và tính cách, bởi vậy họ có suy nghĩ và hành động khá ăn ý với nhau. Trên phương diện công việc, cặp đôi này cũng khá là ăn ý. Rắn sẽ dạy cho Châu khéo léo tự tin trong cuộc sống. Ngược lại, Châu sẽ giúp đỡ tiếp thêm sức mạnh cho Rắn trong những lúc khó khăn. Họ sẽ cùng nhau vượt qua những gian khó, thử thách một cách dễ dàng. Tuổi Ngọ và tuổi Sửu. Tuổi Ngọ sống phóng khoáng, thích tự do và mạo hiểm. Họ luôn bị cuốn theo những điều mới lạ trong cuộc sống. Không bao giờ chịu đựng được sự tẻ nhạt đơn điệu của tuổi Sửu. Tuổi Ngọ nếu như hợp tác làm ăn với tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi. Bởi lẽ người tuổi Ngọ bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ hay thay đổi, không kiên định với mục tiêu của mình, còn Sửu sẽ giúp Ngọ khắc phục được sự thiếu kiên nhẫn này. Tuổi Mùi và tuổi Sửu. Dù là trên phương diện nào, công việc hay tình yêu, tuổi Mùi và tuổi Sửu đều khó có thể tìm được tiếng nói chung. Họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai. Khi ở cạnh nhau, hai tuổi này thường bộc lộ những khuyết điểm, thiếu sót của mình, bởi vậy dường như họ luôn cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc gặp gỡ nhau. Tuổi Thân và tuổi Sửu. Trong cuộc giao tiếp, bạn sẽ ít khi thấy Khỉ và Châu đấu khẩu, ngược lại họ vui vẻ hòa hợp và cảm nhận được sự lôi cuốn hấp dẫn trong mối quan hệ. Tuy nhiên, trên phương diện công việc, họ lại là người có hai chí hướng hoàn toàn trái ngược nhau, con đường mà tuổi Thân lựa chọn tách biệt với tuổi Sửu. Không có cùng quan điểm mục tiêu hướng tới, điều đó lại khiến cho Thân và Sửu rất khó có thể trở thành những đối tác làm ăn lâu dài. Tuổi Dậu và tuổi Sửu. Có thể nói rằng sự kết hợp giữa người tuổi Dậu và tuổi Sửu đem lại sự hoàn hảo cả về phương diện công việc lẫn tình yêu, sự tương đồng trong tính cách và quan điểm sống. Chính là nền móng đầu tiên giúp họ phát triển mối quan hệ, tuổi Dậu đem đến những may mắn niềm vui cho tuổi Sửu, càng ngày họ sẽ càng trở nên giàu có, gắn bó và yêu thương lẫn nhau. Tuổi Tuất và tuổi Sửu. Mối quan hệ giữa tuổi Tuất và tuổi Sửu có thể tiến triển tốt đẹp, gắn bó lâu dài, dựa trên sự trung thành tin cậy lẫn nhau. Hai tuổi này đều có tài trong làm ăn kinh doanh, họ có thể cùng nhau xây dựng, phát triển và trở thành những ông chủ bà chủ buôn bán. Sửu kiên trì cần cù làm việc, còn tuổi Tuất có những phán đoán chính xác, nhanh nhẹn. Sự kết hợp này sẽ đem lại hiệu quả thành công cao trong công việc làm ăn. Tuổi Hợi và tuổi Sửu. Tuổi Hợi thích sự chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, còn tuổi Sửu họ có thể hợp tác lâu dài và sự hợp tác này sẽ đem lại hiệu quả thành công ngoài mong đợi. Những điều mà Sửu làm cũng là những điều mà tuổi Hợi mong muốn thực hiện, họ dễ dàng tìm được tiếng nói chung trong công việc và tình yêu. Quý vị thân mến, người ta có câu, sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu, nước lặng nguồn sâu, và một người càng đáng tin anh ta sẽ càng khiêm tốn. Im lặng là trạng thái thâm sâu nhất và là sự lựa chọn khôn ngoan nhất của con người. Chúng ta mất 2 đến 3 năm để học nói, nhưng lại mất cả đời để học cách im lặng. Im lặng không đồng nghĩa với việc không nói gì khi đang trò chuyện với nhau, cũng không có nghĩa dưng dưng hay thụ động với mọi thứ. Im lặng là lúc bạn tập trung để lắng nghe, cảm nhận nhiều hơn về các sự việc, để tìm hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Đồng thời, im lặng cũng là cách giúp bạn thể hiện cảm xúc với người đối diện. Im lặng là không nói khi bị nhìn thấu, không tranh cãi, đó là tư cách và sự tự do thoải mái của một con người. Khi một người hiểu được sự im lặng, anh ta sẽ có một trái tim mạnh mẽ và anh ta sẽ không nóng nảy vì được hay mất, vinh hay nhục, và sẽ không bị những cám dỗ bên ngoài quấy rầy. Im lặng là trạng thái sâu nhất của một người. Im lặng là trí thức. Một tu sĩ đã nói, đừng nên nói đúng sai của người khác, đừng nói đạo đức giả, những gì của người khác thì tốt hơn là đừng nói, và điều gì mà không có niềm tin thì tốt hơn là cũng đừng nói. Người im lặng phải là người có trái tim trong sáng và tư cách tốt, ít nói, dùng hành động để chứng tỏ bản thân, lòng có ranh giới. Tuyệt đối không làm những chuyện trái với luân thường đạo lý. Người im lặng không mặc cả với người không xứng đáng, không quá lo lắng về những chuyện vặt vãnh và không buồn vì sự hiểu lầm của người khác. Là một con người có cái tôi trong sạch, khi làm việc gì cũng cởi mở, thẳng thắn, không coi trọng nhận xét của người khác, tôi đi con đường của mình, tự đi bằng đôi chân của mình. Im lặng là trạng thái thấu hiểu cuộc đời, nói nhiều cũng vô ích, đừng nói nhiều, cãi nhau cũng đừng nói, người khác nói nhảm cũng đừng nói, tôi cứ im lặng và là chính mình, miễn sao trong lòng tôi hiểu được. Chỉ cần kiên nhẫn đối mặt với mọi việc mà không nóng nảy hay bốc đồng là đủ. Một cuộc đời im lặng dẫn đến một sự huy hoàng khác, một trái tim im lặng là trái tim rộng mở nhất. Hai Quay nói, chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng 60 năm để học cách im lặng. Có một số điều không cần phải nói. Người hiểu bạn không cần bạn giải thích, người không hiểu bạn tại sao phải giải thích với anh ta. Khi con người còn sống, luôn có những con đường khó đi, về những khe núi, không nói lời nào tôi có thể tự mình gánh chịu, không kiêu ngạo cũng không nản chí, và tôi hiểu được những cái được và mất của mình.
Thất bại là mẹ thành công. Khi một người hiểu được sự im lặng, anh ta học cách nhìn đi chỗ khác, mọi việc ở ngay trước mắt, thay vì làm lớn chuyện cho rằng mình khó khăn như thế nào. Tốt hơn hết là bạn nên bình tĩnh đối mặt với những thăng trầm trong cuộc sống. Con người càng nói càng thấy oan, im lặng mới là khôn ngoan, hãy là người thầm lặng. Coi trọng tình nghĩa và lẽ phải, trân trọng cái của ta, hãy là một người im lặng khiêm tốn tiến lên, và khi gặp thăng trầm, chúng ta sẽ luôn vững vàng. Trong cuộc sống, nếu bạn có thể chịu đựng được sự cô đơn, bạn có thể giữ được sự thịnh vượng, vậy nếu không có ai ở bên cạnh bạn thì sao? Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, cho dù con đường có gập ghềnh đến đâu, không ai có thể bước đi hộ bạn, phải không nào? Hãy là một người im lặng, và im lặng đối mặt với những giông bão của cuộc đời, nuôi dưỡng một trái tim yên tĩnh và lặng lẽ làm những việc của riêng bạn. Im lặng là trạng thái sâu nhất của con người, khi bạn học nó, khi bạn hiểu nó, tương lai của bạn cuối cùng sẽ ngày càng sáng sủa hơn. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Hy vọng với những thông tin mà Minh Đường Tử Vi vừa chia sẻ ở trên sẽ hữu ích với quý vị. Và cuối cùng xin kính chúc quý vị và người thân luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.